Đây, hy vọng, hy vọng. Chung chung có trao đổi gì với Quang Lâm không? Chung chung cứ nói đi Chung. Dạ ok, nãy giờ nghe hai anh em nói chuyện nó không, em thì em lại nghĩ như thế này, thực ra mà nói khả năng là cái bài này là bài cao của nhà sản xuất phim á. Bởi vì là cái bộ phim mà muốn đi quảng bá ra ngoài đó đó thì bây giờ đó là các anh bên kia là các anh biểu tình phản đối rất là khó. Bởi vì sao? Nếu các anh biểu tình mà phản đối thì coi như các anh ủng hộ tàu rồi, đúng không ạ? À, xin lỗi, có nghĩa là nếu như các anh ấy biểu tình phản đối cái vấn đề là cái người dân Nam Bộ mình hồi đó mà được 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 đấu tranh, mà gọi là để mà đứng lên mà đấu tranh, mà có cái hội nhóm là có Thiên Địa Hội và Nghĩa Hội Đoàn là của tàu, đúng không? Thì nếu anh ủng hộ thì có nghĩa là anh ủng hộ tàu, mà anh mà biểu tình á là có nghĩa là anh ủng hộ Việt Minh rồi, tức là kiểu gì cũng chết, đúng không? Và cái mục tiêu của nhà sản xuất là người ta đưa ra là gì? Ở đây người ta không nói rõ ràng hai cái yếu tố giữa, người ta đưa ra hai cái yếu tố nói là một là tàu, hai là Việt Minh để cho anh lựa chọn. Thế bây giờ anh không biết lựa chọn bên nào hết là coi như anh ủng hộ thôi. Thế là anh không phản đối được bộ phim, bắt buộc anh đã như vậy thì anh phải 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 ủng hộ rồi. Mà ủng hộ thì dĩ nhiên là bộ phim nó sẽ suôn sẻ, nó không bị biểu tình giống kiểu khi mà Đàm Vĩnh Hưng sang Mỹ ấy. Đúng không? Có nghĩa là anh biểu tình cũng không được mà không biểu tình cũng không được đó. Thế nên là cái này nó cũng là một cái yếu tố mà có khả năng là nhà sản xuất người ta cũng đã tính toán khi mà người ta đưa bộ phim ra thị trường Mỹ và các nước khác, thì theo em nghĩ nó cũng là hợp lý. Còn về cái chỗ mà nhà trường đó thì em muốn đồng ý với Quang Lâm là rất là khó khi mà cái độ tuổi của các cháu học sinh bây giờ đó thì có thể là người ta không có tư duy của các cháu, nó chưa đủ để mà các cháu đưa ra một cái nhìn nhận nó đúng đắn, hay là nó mang một cái yếu tố là có quan tâm về cái lịch sử chính trị của đất nước giai đoạn đó. Thế nên là khi mà các em xem rồi, các cháu xem rồi đó thì dĩ nhiên là như Quang Lâm nói thôi, là sau này khi mà các cháu khoảng tầm 18 đôi mươi, các cháu học xong trung học phổ thông, các cháu ra đời, các cháu đi học đại học, và khi tranh luận một vấn đề gì đó mà nói về cái giai đoạn là 1930, 1945 chẳng hạn, hay 1920, thì khi mà tranh luận thì chắc chắn các cháu sẽ khẳng định ngay và tao nhớ ngày xưa là ta đã từng đi coi phim rồi. Đó là hồi đó là cái dân miền Nam mình á, là được như ngày hôm nay á, là do Nghĩa Hội Đoàn với lại là Thiên Địa Hội. Chắc chắn là sẽ nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái tâm lý của các cháu sau này, và cái nhận định về về góc độ lịch sử nó rất khó để thay đổi. Và kể cả là khi cô giáo phân tích chưa chắc các cháu đã nghe, nhưng mà rất khó để mà phân tích. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà cái mà ấn tượng đầu tiên đối với con người nó rất là quan trọng, và khi các cháu đã đập vào mắt mình, nó giống kiểu nó hình thành trong tư duy rồi. Thế nên là rất khó để thay đổi, và đó cũng là một cái yếu tố mà có thể nói là cực kỳ nguy hiểm khi mà cái giới trẻ của chúng ta, các cháu nó không có nhìn nhận đúng về một cái yếu tố lịch sử nào đó, hay là có những cái bình luận mà anh em chúng ta theo dõi thấy nó rất là buồn cười. Bởi vì khi mà có những anh em cô chú anh chị mà đưa ra ý kiến của mình về các cái sự kiện hay là các theo dòng lịch sử của bộ phim thì đưa ra nó không có đúng, thì có bạn bạn cho rằng là các bạn đã giỏi bằng nhà văn Đoàn giỏi chưa, có nghĩa là cái người mà sáng tác ra cái câu chuyện đó đó, đất rừng phương Nam, thì các bạn đã giỏi chưa, bởi vì ông Đoàn giỏi là ông là người tham gia sản xuất bộ phim đó, mà trong khi ông Đoàn giỏi thì ông đã mất từ ngày mùng 2 tháng 4 năm 1989 rồi, mà vẫn có bạn đưa ra được cái dẫn chứng như vậy, thì chúng ta thấy Mày không hiểu đúng không? nó rất là, nó mang tính hài hước thật. Nếu như chúng ta đọc vào chúng ta thấy nó buồn cười, bởi vì buồn cười với một bạn suy nghĩ như vậy, nhưng mà ngược lại nó cũng là nó phản ánh một cái điều gì đó mà chúng ta thấy nó cũng thực tế của một số bạn trẻ mà khi mà người ta tham gia ủng hộ đó, người ta ủng hộ một cách nó rất là mù quáng, và nó không không, không nó không mang cái yếu tố là lý trí, mà nó mang yếu tố tình cảm nhiều hơn. Giống như kiểu mà khi chúng ta thấy các cái trước đây mà cái vụ drama mà liên quan đến cái tiền từ thiện của các ca sĩ đó, của mấy anh chị ca sĩ à quên shipper từ thiện đó, thì có rất nhiều nhiều fan của các cái ca sĩ đó người ta phản ứng rất là gay gắt khi mà cơ quan chức năng hay là có những cá nhân lên trên không gian mạng và người ta muốn sao kê về cái vấn đề đó. Và đặc biệt là khi mà chị Phương Hằng chị đưa ra xét xử và chị chấp nhận với cái mức án đó, là một chị thừa nhận rồi, thứ hai nữa là khi đặc biệt là khi Bộ Công an người ta có trả lời là sau khi thanh tra xong
kiểm tra xong các tài khoản ngân hàng đó thì không có cái dấu hiệu là vi phạm pháp luật. Đấy, chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chúng ta thấy là các cái fan của các cái anh chị đó rất là khủng khiếp, chúng tôi rất khủng khiếp. Nếu như mà bạn nào mà lỡ mà vô để lại cái comment thì có lẽ là chạy không kịp. Đó là chúng ta thấy là rất là nguy hiểm khi mà các bạn ấy đưa cái tình cảm vào nó quá nhiều và không có để ý đến cái thực tế, cái tình tiết thực tế nó như thế nào thì nó cũng rất là nguy hiểm. Cái đó thì em thấy nó, em ủng hộ qua bạn Quang Lâm ở trong cái quan điểm của mình. Thì còn các cái yếu tố khác thì chúng ta nói đến thì nó nhiều. Bây giờ thậm chí có như nhà báo vừa nói đó, có những cô chú anh chị bây giờ thậm chí là cán bộ đảng viên, đúng không ạ? Thì cái việc đầu tiên là cái trách nhiệm của các anh trong cái công việc của mình được đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng, đúng không? Giao cho các anh kiểm duyệt một cái bộ phim, đó là chức năng nhiệm vụ của anh, và anh tham mưu cho cấp trên của anh làm những cái việc đó, nhưng mà anh lại làm không đến nơi đến chốn. Khi mà để dư luận có phản ứng thì lúc đó các anh lại đi kiểm duyệt lại. Thế thì đồng nghĩa với việc là cái lần kiểm duyệt thứ nhất nó không có giá trị gì hết, nó không có giá trị gì hết, và các anh làm không hết trách nhiệm của mình thì mới phải làm lần thứ hai. Đấy, rồi là trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện đó thì cũng có cán bộ đảng viên thì như nhà báo nói đó, thì khi bảo là đây là bộ phim mang tính giải trí và các anh không nên đưa yếu tố chính trị vào trong đó, thì em thấy rất là hài hước. Nếu các anh làm bộ phim giải trí mà nó mang tính chất hoạt hình thì không nói, nhưng là dù điện ảnh hay là bộ phim gì đi chăng nữa mà anh mang một cái yếu tố, cái sắc thái của một cái giai đoạn lịch sử của một quốc gia thì ít nhiều gì nó phải mang yếu tố chính trị chứ, làm gì không có được. Kể cả như anh em chúng ta đang sống hiện nay cũng vậy thôi, thì chúng ta cũng ít nhiều cũng có ý thức về chính trị của một quốc gia, làm gì không có được, đúng không ạ? Thế nhưng mà vẫn có người nói cho rằng là cái chỉ mang tính chất giải trí thì em thấy rất là buồn cười. Giải trí thì giải trí, chúng ta ngoài giải trí ra nó còn mang nhiều yếu tố khác, nó truyền tải cái thông điệp của cái bộ phim đó, chứ không thể chúng ta chỉ nói mang tính chất giải trí thông thường được. Nếu như các anh làm phim hoạt hình ấy, thì ok, các anh muốn làm sao mà gây tiếng cười cho người xem là được, nhưng mà các anh làm bộ phim điện ảnh thì nó lại khác, mang truyền hình nó lại khác, nó không thể, nó chúng ta không thể nói như thế được. Thì em cũng có mấy ý kiến như vậy, em mời anh Thư Quang và bạn Quang Lâm. Thì ở đây thì anh cũng đồng tình về quan điểm của hai anh em, đó là đặc biệt là cái quan điểm của Quang Lâm đưa ra, là đưa vào cái, mặc dù cái gợi ý của anh Hà Quang Minh nó cũng là một cái gợi ý hay, đúng không, nhưng mà thực sự là nó có khả thi hay không á thì rất là khó. Anh rất đồng tình cái ý kiến của Quang Lâm với Trung, bởi vì tại sao khó? Mình thì thật sự là mình cũng không học giỏi gì cả, nhưng mà mình hiểu như thế này đơn giản thôi. Để dẫn chứng cái góc nhìn của mình đó, thì trước tiên thì Thư Quang xin giới thiệu lại cho mọi người biết là Quang Lâm hiện tại đang là một giảng viên nha. Có nghĩa là gì? Ở đây không phải là Thư Quang muốn đưa cái Quang Lâm cao lên, nhưng mà là để cho mọi người thấy, tức là Quang Lâm là người trực tiếp đã giảng dạy và đã, tức là có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề là công tác giảng dạy, và Quang Lâm đã nắm bắt được những tâm lý của sinh viên, học sinh ra sao, Quang Lâm rất là hiểu. Bởi vì tại sao khó thêm một chỗ nữa, tức là để có một lực lượng giáo viên, bởi vì nếu mà mang vô trong giảng đường, đúng không Quang Lâm, là nó phải là mô hình nhân rộng, mà mô hình nhân rộng nó phải toàn quốc, là biết bao nhiêu trường, biết bao nhiêu học sinh, biết bao nhiêu thầy cô, thì để đủ cái lực lượng gọi là thầy cô á, chịu chuyên trách về cái mảng này á, có đủ hiểu biết hay không là mình là một. Thứ hai nữa là có đủ tâm đủ tầm để giảng dạy cho học sinh nó lắng nghe được hay không, cái đó mới khó đó. Mình cho nên là rất đồng tình với Quang Lâm với Trung ở điểm này, thì không biết Quang Lâm cái ý bổ sung của anh thì Quang Lâm thấy thế nào? Xin mời Quang Lâm. Dạ, thật ra thì giảng viên mà để giảng dạy cho sinh viên nó hiểu và nó mê cực kỳ hiếm nha. Không phải một trường, không phải là ví dụ như một trường mà 100 giảng viên giảng dạy, không phải là 100 giảng viên là đều mang lại cho cái sự niềm nở cho sinh viên đâu. Hôm rồi em có coi bên chỗ, ngay cả nó xin lỗi, nó thẳng là vấn đề về giáo dục quốc phòng, thì tại vì em có một cái là hay tiên tiến một tí xíu, tức là những cái bài giảng về quốc phòng của mình hiện giờ á, đa số giảng giải cho họ, cho các bạn sinh viên những cái nó rất gọi là cục mịch, và nó rất gọi là gì ta, cứng nhắc.
chẳng hạn như là dạ khô vô cùng. Nếu như gặp em giảng á thì em sẽ nói ngay về vấn đề của Israel, Hamas, rồi vấn đề của Ukraine, Nga. Ngay cả việc em đang giảng dạy, em vẫn có những giây phút em nói cho các bạn sinh viên về vấn đề đó. Mà em nói thì các bạn sinh viên rất là gọi là bị phê nhé, bị phê vô cái những gì mình nói. Nhưng mà khi mà các bạn quốc phòng á thì các bạn lại rất ít liên tưởng và ít được được gọi là so sánh. Chẳng hạn như em ví dụ như là tại sao cái vấn đề mà dân Israel bây giờ nó hơn mấy ngàn năm nó được gọi là dân riêng của Chúa luôn mà nó lại không có được độc lập, trong khi đó Việt Nam mình là đến bây giờ hơn 4.000 năm đến giờ độc lập và tự do, thì phải biết liên tưởng tới ai, tới lãnh đạo nào để mà cho đất nước mình độc lập. Thì đó là những cái mà em nghĩ rằng các giảng viên không phải ai cũng chịu khó mà ngồi rảnh rỗi để mà liên hệ rồi là tìm hiểu rồi giảng giải cho sinh viên một cách nó gọi là gì ta, nó thấu đúng không? Hỏi đâu, dạ đúng rồi, không ít lắm. Cho nên về cái vấn đề mà hồi nãy anh nhà báo hỏi rằng là các giảng viên dạy văn rồi phân tích chia sẻ cho mấy em như thế nào, trời ơi, một cái tiết văn mà để nói cho sinh viên nó nghe nó hứng khởi, trời ơi, nó khó như cái gì á. Một khi nó đã ấn tượng, nó đập vô rồi, nó chỉ có như thế mà nó nghe theo thôi. Cho nên là thật sự thì với ý kiến của em thì thôi đừng có cho học sinh sinh viên coi gì hết trơn á, trời ơi. Nếu muốn coi từ bỏ tiền ra rạp mà coi, đừng có mà ép từ nhỏ. Cái đó một phần là nhà trường đang ép á, với lại ép mình định hướng luôn, có chi tiền, em nghĩ chắc có chi tiền á, cái gì tiền nó cũng làm hết trơn á, trời á. Cho nên là em nghĩ chắc chắn có phần tiền ở trong chia hoa hồng. Hồi nãy cái có ai nói về vấn đề tiền bạc chia hoa hồng á, ở đâu cũng thơ quan nói mà cũng vấn đề chia hoa hồng. Cho nên là có tiền thì người ta sẽ làm những cái vấn đề mà nó rất là kỳ cục đấy, kỳ lắm, kỳ quá sức kỳ. Cảm nhận phim hả, nhiều phim hay lắm, tại sao không cảm nhận chi phim của Trấn Thành để gây tranh cãi chi vậy trời, bị khùng. Chính xác á, anh nói theo với Quang Lâm, với chung là thí dụ như tại sao những bộ phim mình nói là gọi là thí dụ Cánh Đồng Hoa, dạ, đi đang định nói cũng hay không? Dạ, đúng không Quang Lâm? Dạ đúng hay rồi, hay quá, hay chứ còn gì nữa. Mùa Gió Chướng hay quá, hay tại sao không cho mấy đứa nhỏ đi coi lại mấy phim đó, nó miễn phí luôn. Dạ, nó hoàn đúng toàn là miễn phí, đâu phải đóng tiền, không tốn tiền không. Trời ơi trời, đồng ý chưa? Dạ đồng ý, mà nội dung rất là hay luôn, mà nó để là mọi là những cái tư liệu để giảng dạy luôn á. Tại sao, cho nên không loại trừ khả năng, mà đừng có trách người dân tại sao họ đặt vấn đề là hoa hồng, bông hoa thế này thế nọ, cái đó khó tránh khỏi lắm. Cho nên là mà để ra mà châm chế rồi là thế này thế nọ, mình thấy nó là nó không thuyết phục, đúng không Quang Lâm? Dạ. Nhưng mà phim đó thậm chí là đoạt giải luôn nha, bao giờ cho đến tháng 10 rồi đó, yeah. Quang Lâm nhớ không? À. Nhưng mà theo những cái phim đó rất là hay. Có thể là những bộ phim đó, một là có thể là người ta công chiếu ở cái giai đoạn cháu nghỉ hè, hoặc là có thể là miễn phí, thì mọi người thường bảo là không có bữa trưa miễn phí, cho nên là các thầy cô cũng ngại, không dám cho các cháu đi xem. Dạ thật ra thì hiện giờ là các trường, em có đến giảng dạy ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, hầu hết tất cả các cái phòng đều có máy chiếu rồi. Tức là chúng ta vẫn có thể tải những bộ phim đó về cho các em coi cũng được, đâu nhất thiết là phải bỏ tiền ra rạp để đi coi những cái phim của Trấn Thành để gây tranh cãi đâu. Em nghĩ là những cái bộ phim gây tranh cãi thì không, những cái gì tranh cãi thì nên từ từ. Còn những cái gì mà mình đã có được mọi người ủng hộ, nó là một trong những bộ phim hay, bộ phim được nhà nước gọi là gì ta, rất là đề cao về về tác phẩm điện ảnh, nội dung phim, những cái đó rất là hay thì lại chẳng cho đi xem. Ôi, đời như vậy kỳ cục. Nó chả cũng có ổn. Nhiều cái mà rất là khó. Thế nhưng mà ở đây á, thì em chia sẻ thêm một cái góc độ như thế này nữa. Em đồng tình ở góc độ là mỗi người có một quan điểm riêng của mình. Thế nhưng mà nếu như mà anh Thư Quang hay bạn Quang Lâm có theo dõi trên không gian mạng, thấy được là nó có những cái ý kiến bảo vệ cái bộ phim này nha, bảo vệ cái bộ phim này, nó mang cái yếu tố rất là bài trừ, và nó giống kiểu nó rất là đưa Tây lên trời luôn á, dạng như kiểu là me Tây me Mỹ nó quen rồi.
Ví dụ như có cái bạn là bạn ấy cho rằng là tại sao là phải làm phim về chống Pháp, Pháp có thù gì mà chống, khi người ta sang là người ta dạy cho mình cái văn minh này, biết đi giày đi dép, rồi biết ăn chín uống sôi, rồi biết đi bệnh viện, rồi biết tùm lum hết. Chung quy bạn nói là tại sao không nhìn ở một cái góc độ là nước Pháp người ta sang với mình là một thái độ nho nhã hơn, rồi là thế này thế nọ, chứ không phải là như những gì mà trên phim mô tả là bắt buộc là phải là Pháp là phải độc ác và phải mình phải đánh Pháp. Hoặc là có những bạn bạn cho rằng là các bạn phản đối cái bộ phim này, một số cái tình tiết của bộ phim này đó, là các bạn không có chịu tìm hiểu về lịch sử gì hết. Và muốn tìm hiểu lịch sử thì bạn có hướng dẫn cho mọi người vô cái group, ví dụ như con đường nào cho Việt Nam này, hoặc là group kinh tế này, group miền Nam Việt Nam trước 1975 này, hay là vào các cái trang văn chương miền Nam, trang khoa luật tạp chí và các trang báo nước ngoài như BBC tiếng Việt này, VOA này, RFA này, Tiếng Dân này, Việt Tân này. Đúng không? Chúng ta thấy là có những cái quan điểm bảo vệ, chúng ta thấy nó rất là rõ ràng luôn. Mà đây là các bạn trẻ nhé, chứ không phải là những cô chú anh chị ở bên kia thế giới đâu. Thì chúng ta thấy ở đâu đó nó có một cái một vài bạn có cái tư tưởng nó rất là rõ ràng, nó thể hiện tư tưởng rất rõ ràng khi mà mọi người ai cũng có thể hiểu được. Nếu không phải, nếu mà thực dân Pháp mà người ta vô Việt Nam mình với cái tư tưởng văn minh nho nhã như vậy đó, thì dĩ nhiên là không có những cái cảnh mà hoang tàn, cũng không có chuyện chuyện là xảy ra cái chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đúng không ạ? Và cũng không có cái các cái nước châu Phi như ngày hôm nay người ta phải phải đảo chính. Chúng ta thấy rất là rõ là như vậy. Thế nhưng mà vẫn có người ủng hộ một cách nó rất là mù quáng, mà em không hiểu là xuất phát từ cái góc độ nào, góc độ là bất mãn chế độ, hay là bị thế này thế kia trong cuộc sống, hay là bị gọi là mồi chài lôi kéo, hay là do thiếu hiểu biết hay như thế nào đó thì em không có rõ. Thế nhưng mà có những người ủng hộ bộ phim lại cho quan điểm là như vậy, thì em thấy rất là buồn cười, giống như kiểu là không khác gì người ta viện dẫn là chúng ta đánh đổi Mỹ và Pháp là đánh đổi hai nền văn minh cả. Nó chung quy nó kéo lại là như vậy. Và cái hiện tượng này đó, nếu mà nó kéo dài thường xuyên, nó thông qua phim ảnh, nó đánh vào giới trẻ, mà khi mà giới trẻ của Việt Nam mình mà nó quên đi lịch sử đó, nó quên đi cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam này, quên đi cái vai trò lại của các lãnh tụ, hay là nó quên luôn là các cái công lao của các anh hùng thương binh liệt sĩ đó, thì em nghĩ là nó không khác gì Ukraine cả, chẳng qua nó đi theo hình thức nào thôi, và nó dạng như kiểu mưa dầm thấm lâu. Chúng ta thấy thời gian gần đây là nó liên quan đến yếu tố lịch sử rất là nhiều, đặc biệt là cứ khảo sát này khảo sát nọ rồi bao nhiêu phần trăm đó, mình thấy rất là kỳ. Mặc dù quốc hội có nghị quyết rồi, người dân lên tiếng rất là nhiều, nhưng mà vẫn có những cái cuộc khảo sát như vậy, hay là về các qua thông qua phim ảnh đó, người ta làm lu mờ đi cái vai trò của Việt Minh, thì chúng ta thấy rất là rõ hơn. Và khi mà cái thế hệ trẻ mà các bạn các cháu mà cứ cứ xem đập vào mắt hàng ngày như vậy và được đọc hàng ngày như vậy, thì chắc chắn nó sẽ hình thành một lối mòn trong tư duy, nó rất nguy hiểm đấy. Mà trong khi đó, như bạn Quang Lâm cũng vừa chia sẻ đó, là cái việc mà các cái chương trình giáo dục quốc phòng á, thì nó thường là nó mang những yếu tố chính trị quân sự, thì nó rất là cứng nhắc, nó không được như các cái môn khác. Thì nếu như mà giáo viên mà không có phương pháp mà tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình tiếp thu bài giảng cũng như là chất lọc kiến thức, thì nó cực kỳ nguy hiểm. Và cái đó là một cái mà nó mang đến, có thể em có thể nói là tai họa cho tương lai của đất nước mình đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Em thì em nghĩ là như vậy. Thì mời anh cơ quan và bạn Quang Lâm. Mà làm quay gì vậy? Và có một cái nữa mà cũng muốn nói lên về cái vấn đề đội ngũ của anh Trấn Thành giỏi, siêu giỏi, nhưng mà cái này nó chơi hơi gọi là bất công và áp bức đối với các đoàn làm phim khác. Cái này theo góc nhìn của Quang Lâm, vì nếu mà Quang Lâm nhìn không lầm thì gần như Trấn Thành bao hết tất cả, gần như tất cả các rạp, và chỉ có chiếu phim của Trấn Thành thôi đấy. Và thêm một cái nữa là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng gì đây, cảm ơn trường Hữu Tết đã đặt 1.000 vé cho sinh viên đi xem,
Trường sổ nhân văn cũng đang tiến hành đặt vé. Ôi má, trời ơi trời, gần như là bao hết tất cả trong tất cả các rạp mà bao hết như vậy, không còn chừa đường đường cho các cái phim khác. Chẳng hạn như nhớ Quang Lâm nhớ là cái gì mà lạ lạ ta, phim gì vậy ta, phim gì cũng có ra cùng đợt với phim của Trấn Thành luôn, nhưng mà có dạ để chờ chút xíu anh tìm cho Quang Lâm cứ nói đi dạ anh bổ sung cho. thì bộ phim đó lại không được bao nguyên rạp, mà cái chiêu này là Trấn Thành đã làm từ cái hồi phim bố bố già rồi phim Nhà Bà Nữ rồi. Mà nếu mà cứ làm như vậy thì nó sẽ là một cái gọi là phân biệt đối xử và áp bức đối với các bộ phim khác đó. Quang Lâm nghĩ đó là một sự không công bằng với các cái bộ À, phim. có phải Quang Lâm nói là cái phim của đạo diễn Thành Phố Ngủ Gật không? Dạ đúng rồi chính xác bộ phim đó. Quang Lâm nghĩ rằng là với lại đợt trước cũng đã có nhiều bộ phim khác nữa cùng ra rạp với Trấn Thành, nhưng mà gần như anh Trấn Thành ảnh cho cái ekip đẩy hết toàn bộ thời gian, chủ yếu chiếu có một phim của ảnh không thì khán giả sẽ không còn lựa chọn nào khác. Thì Quang Lâm thấy đây là một cái sự phân biệt đối xử đối với các bộ phim khác và nó là một sự áp bức. Rồi thì cái việc doanh thu tăng lên nó là chuyện mình thấy nó là chuyện chắc chắn rồi, chắc chắn doanh thu tăng, nhưng đây là một cái cách làm việc mà Quang Lâm thấy nó là một sự áp bức và bất công đối với những đoàn làm phim khác, những bộ phim khác và nghệ thuật chúng ta không thể nào được xem hết qua những bộ phim khác, mà chỉ nghệ thuật chỉ có gọn gọn trong những bộ phim của Trấn Thành mà thôi. Thì đó là một trong những cái mà Quang Lâm thấy đó là sự bất công rất là lớn. Còn cái việc Đồng mà ý. phim 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 hay hay không thì để khán giả đánh giá. Đối với Quang Lâm thì nếu ai muốn coi thì cứ đi coi, không có cản, không có cấm, nhưng mà không nên ép người ta xem như thế thì đó là một sự bất công. Đồng ý với Quang Lâm ở điểm này. À, qua cái câu chuyện bất công của những cái nhà làm phim này nè. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại á, chúng ta thấy cái vai trò của kinh tế thị trường định nghĩa xã hội chủ nghĩa nó hợp lý không? Rõ ràng chưa? Bởi vì cái chuyện này Tiến Thành chúng ta có thể hiểu là với cái cơ chế thị trường đi, cá lớn nuốt cá bé. Không? Mà xin hỏi mọi người chứ, biết bao nhiêu con cá cũng cần phải sinh sống vậy. Rõ ràng chưa? Mà nếu cứ để cái tình trạng cá lớn nuốt cá bé kiểu này thì chúng ta lại quay lại chúng ta thấy những cái thành phần gọi là họ muốn bỏ cái vai trò định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục đích là gì? Đúng không? Chúng ta lúc này thì chúng ta những như lúc như thế này nè thì chúng ta mới thấy được cái giá trị của định hướng xã hội chủ nghĩa nó ra sao. Chứ còn mà nó khơi khơi á, đó giống như chúng ta nói mà khơi khơi giống như Quang Lâm từng chia sẻ đó, à, hoặc là Trung nói đó, à, giảng những bài nó về gọi liên quan tới quốc phòng rất là khô, các em nó khó tiếp thu được. Nó cảm thấy nó sẽ ra nó nhạt và nó thờ ơ với cái điều đó lắm. Thì phải có chính những cái điểm này mang ra so sánh đối chiếu thì lúc đó các em nó mới thấy à thì ra là thế à, đúng không? Nghe như chúng ta cũng vậy thôi. Bây giờ chúng ta thí dụ như bây giờ trước đây mọi người cũng biết rồi, kêu cứ kêu ca là cái gì nó cũng đòi xã hội hóa, Quang Lâm với Trung nhớ không? Rồi đùng phát khi xăng mấy ông mà đầu đậu xăng mấy ông làm tròn cái rối loạn cái đám, lúc đó lại lại gì lại kêu gào với nhà nước. Nhà nước phải sắn tay nhảy vào thì nó mới êm êm êm, rồi điện đóm rồi nước rồi các cái gọi là năng năng lượng an ninh năng lượng đó, những mặt hàng gọi là an ninh năng lượng đó nó đòi xóa bỏ hết để cho tư nhân nhảy vào làm đó. Mọi người nhìn qua cái điển hình những cái câu chuyện Quang Lâm vừa chia sẻ và chúng ta cũng đang chia sẻ nè đó, như trường hợp phim của Trấn Thành đi, nó ỷ có tiền mà ỷ có lực lượng mà gọi là marketing mạnh mà tẩy hết chiếm toàn bộ hết thì những nhà sản xuất phim khác làm sao họ sống nổi. Vậy cuối cùng quay quay qua vấn đề là gì, có phải ông kia ông độc tài không? Đó này không, có phải là ông kia ông đã độc tài ông chiếm toàn bộ không, rồi những người khác sống làm sao? Quang Lâm thấy thế nào? Mời Quang Lâm. Dạ thì tất nhiên là các đoàn làm phim cũng sẽ phải cố gắng sống thôi chứ
Còn phải, với giờ biết sao giờ, đời mà phải cố gắng kiếm nguồn sống chứ, nhưng mà chơi có dạ, nhưng mà chơi có chịu hả? Chắc chắn là họ sẽ phải tìm ra một cái con đường nào khác để mà đối chọi với Trấn Thành, với cái ekip đó, tại vì ekip của Trấn Thành hiện giờ là quá mạnh đi, rất khó để mà có thể mà làm những bộ phim sau đó ra rạp mà bao mình bao đến mức như vậy. Nhưng mà nếu mà phim Trấn Thành mà có đông, có nhiều người xem mà doanh thu nhiều thì cũng Quang Lâm một phần cũng mừng, là mừng là phải đóng thuế lại chứ, tiền anh càng nhiều thì anh phải đóng thuế, ăn thua là anh có đóng thuế, anh có thuế đàng hoàng không, nếu mà thuế má đàng hoàng thì thì cũng được. Nhưng mà trên tinh thần thì làm gì làm nghệ thuật cũng phải để cho anh em có được sống chứ, làm nghệ thuật mà cứ cho anh em những cái con đường mà thôi tao bao hết, mày mày có bao được mày bao, mày không bao tao bao hết, thì mày tự mày kiếm cách khác, thì nó khá là ác độc. Đối với Quang Lâm, quan điểm nó khá là ác độc. Đúng rồi, độc tài đó, độc tài nằm đó, ý kiến gì không chung? Có thể là như anh với hay bạn Quang Lâm chia sẻ, đây là một cuộc chơi mà. Một cuộc chơi thì người ta làm ăn kinh tế thì mạnh vì gạo, bảo vì tiền thôi. Thì dĩ nhiên là khi em nghe đâu, hình như hôm qua hình như em có đọc báo, hình như đâu là hình như bỏ ra 10 tỷ, 40 tỷ sản xuất phim, còn 10 tỷ là để PR cho cái bộ phim này. Marketing hả? Thì thực ra mà nói thì dĩ nhiên là khi anh làm ăn thì anh cũng muốn là ai làm ăn cũng mong có lãi hết, chứ không ai mong muốn mình thất bại hết. Thì dĩ nhiên là khi một cái ekip mạnh như vậy, người ta làm cái công tác truyền thông này, rồi cái công tác mà lôi kéo khán giả đến với các cái buổi chiếu phim, các rạp chiếu phim đó, thì nó hết sức bình thường. Nhưng mà anh bỏ ra một cái số tiền, khi anh có tiền mà, anh có tiền thì anh làm như vậy đó. Thì em cũng đồng tình với chỗ của bạn Quang Lâm, đó là nó mang cái yếu tố gì đó nó phải ác độc, đó là mình triệt đi con đường sống của người khác. Mình giống như mình triệt đi con đường sống người khác thì nó có gì đấy nó hơi hơi mang tính chất đạo đức một chút. Bởi vì làm nghề mà, nếu mà nói các cụ hay có câu là sinh nghề tử nghiệp, thì dĩ nhiên là người ta, các đoàn làm phim khác người ta cũng phải cố gắng vật lộn thôi, chứ không còn cách nào khác hết. Bắt buộc người ta phải theo, bởi vì khi cái nghiệp của người ta đã như vậy rồi, người ta đâu có bỏ được, mà bỏ bây giờ đi làm nghề gì đây, nó rất là khó. Cho nên là khi mà người ta sản xuất ra một cái bộ phim thì người ta cũng có đầu tư, người ta cũng mất thời gian để quay phim vậy. Thế nhưng mà khi ra rạp thì nó không cạnh tranh nổi, nó không cạnh tranh nổi. Mà khi mà những cái bộ phim mà nó mang tính chất độc quyền như vậy đó, nó gần như là độc quyền như vậy, thì nếu như nó bình thường thì không sao, nhưng nó gây ra những cái làn sóng gây tranh cãi như thế này thì em thấy nó cũng có cái gì đó nó cần phải xem lại, đúng không? Xem lại, cần phải có cái yếu tố nào đó để xem lại. Thì cũng giống như là thời gian gần đây đó, như bạn Quang Lâm cũng là giáo viên thì chắc là bạn cũng theo dõi nhiều, bạn biết tại sao là em không có ý kiến gì về cái chỗ mà mấy cái bài thơ mà hôm vừa rồi em có làm một cái bài thơ mà em nhờ anh Lăng Xê giúp cho em cái mà chưa thấy anh Lăng Xê. Thực ra thì em không có trách mấy cái nhà thơ, bởi vì thực ra cái việc làm thơ nó xuất phát từ cảm xúc con người và cái bản thân con người đó cảm nhận thôi. Còn những người mà bỏ tiền ra để mua các cái tập thơ đó về để cảm thụ đó, để hưởng thụ hay để mà chiêm nghiệm á, để thưởng thức á, thì mình không có ý kiến, bởi vì cái đó là quyền tự do của mỗi người, người ta làm miễn sao nó không mang cái yếu tố là trái đạo đức là được, đúng không ạ? Còn người ta làm thơ đó là quyền người ta thôi, chứ ai anh em mình thích làm thơ thì cũng làm vậy thôi, ai cấm đâu. Thế nhưng mà cái quan trọng là tại sao cái bài thơ đó nó lại vô được sách giáo khoa, cái đó là chúng ta đặt câu hỏi. Nó giống như kiểu là cái hội đồng kiểm duyệt phim, đúng không? Rồi, cái hội đồng kiểm duyệt phim thì chúng ta đặt câu hỏi là ở góc độ đó, ở cái vai trò quản lý khi mà các anh được giao cái trách nhiệm, chứ không phải là có nhiều cô chú anh chị thì lại em không đồng tình ở chỗ là một số cô chú anh chị lại đề cập đến nhà thơ. Thì dĩ nhiên nếu đề cập đến người ta thì người ta sẽ có những cái phản ứng của cá nhân thôi, bởi vì bản thân người ta làm thơ thì nó rất là bình thường thôi, bao nhiêu người làm thơ không sao, là nhưng mình làm thơ vô tình nhảy vô trách giao hoa cái là bị đưa lên mạng réo tên, em thấy nó không hay. Bởi vì đó quyền của người ta mà. Nên quan trọng là bây giờ các anh đặt ra cái câu hỏi là tại sao cái bài thơ đó lại vô được sách giáo khoa, và cái bài thơ đó nó mang lại cái tính giáo dục gì, đúng không ạ? Chứ không phải
Chứ không phải là em không bao giờ em có ý kiến đối với nhà thơ cả. Em chỉ đặt ở cái vai trò là kiểm duyệt thôi và đưa nó vô trong đó thôi. Thì ở bộ phim cũng vậy thôi, và cái việc bao rạp cũng vậy thôi. Dĩ nhiên là các rạp phim người ta mở ra thì người ta cũng muốn là có doanh thu của bộ phim, thì người ta cũng thu lại được nhiều nhiều thứ ở trong các rạp phim đó, từ cái việc hoa hồng bán vé, hay là từ cái việc mà mua nước ngọt rồi đồ ăn vặt các thứ, người ta cũng thu nhập được nhiều. Thế nhưng ngược lại thì các đoàn phim khác thì đúng là giống như kiểu bị bóp cổ vậy, bị bắt chẹt vậy, thì nó cũng hơi ác và có gì đó liên quan đạo đức. Em có thêm ý kiến là như vậy. Qua cho nên qua bộ này nè, anh có đề nghị cái này với Quang Lâm với Lê Trung nè, hoặc là trong nhà mình có ai mà gọi là văn thơ lai láng á, đề nghị sáng tác bài thơ bắt nạt này đi. Bài bắt nạt này liên quan tới cái đề cái chủ đề mà Quang Lâm mới vừa chia sẻ đó là gì, mà ông kêu mày mảnh bắt nạt mấy nhà nhỏ không chiếu phim được á. Hay với Quang Lâm mà nghiên cứu chế được bài thơ này mà đưa lên là hot hot trend luôn á Quang Lâm, đang thời điểm này hot trend đó Quang Lâm. Mà chỉ sợ là fan Chấm Thành đó, rồi nó ào vô nó quất Quang Lâm thôi. Dạ đang sắp tới thời gian cũng muốn làm, mà nó đang vô cái mùa 20 tháng 11 đó, giờ đi biên đạo kiếm tiền kiếm tiền cho nó ấy chứ. Nhiều khi làm không có thời gian làm YouTube thôi. Xin phép cả nhà ngủ rồi, mai dậy 4 giờ, cho nên là xin phép cả nhà nha, thật sự rất là xin lỗi, muốn đi thêm rồi mắt díu lại quá. Ok Quang Lâm, thì trước khi xuống Quang cũng thay mặt mọi người trong nhà Quang Lâm, Quang Lâm rất là nhiều. Thật ra trong trong nhà này thì rất nhiều người là hầu như là rất là thần tượng Quang Lâm á. Con cái này nói là mình, anh hỏi Quang Lâm này cái vấn đề là ví dụ như là sau này anh em có cái tư liệu gì, bất cứ tư liệu gì cứ gửi qua cho Quang Lâm, rồi thí dụ Quang Lâm sau đó chọn lọc lại cảm thấy có cái nào sử dụng được Quang Lâm sử dụng thì có phiền Quang Lâm không? Dạ không đâu, nhưng mà sợ không có thời gian tìm thôi. Tại vì thật ra là như thế này, từ lúc mà lập cái kênh này lên á thì có nhiều lắm gửi thông tin, và rất là nhiều, có những người là gửi thông tin và gửi tiền luôn, bảo là Quang Lâm ơi làm cái này đi, rồi với kinh phí này nè gửi cho Quang Lâm, và thật sự Quang Lâm không làm được, không làm kịp được, không làm nổi. Cái là một phần là những cái tư liệu á nó khá là khô, mà nếu mà làm mà khô quá hoặc là Quang Lâm không bao giờ làm là phải vui, trời ơi, nên là phải dạ làm cái về cái gì bất kể một cái gì á, làm một cái kịch bản thì nó phải vui nhộn, nó phải hài hước thì bà con coi nó mới đã được, chứ còn lên mà nói khô quá là Quang Lâm sợ chịu thua không làm nổi. Dạ sợ là sợ như vậy đó. Xin Quang Lâm thêm 2 phút nữa thôi. Dạ. Nhân tiện bữa Quang Lâm có bộc bạch á, Quang Lâm nói về vấn đề là cái hướng đi của Quang Lâm á. Dạ. Về cái đề tài đó là nó mang pha hài vô thì thật với mình á, với anh rất ủng hộ. Dạ. Bởi vì nè, giống như Quang Lâm mọi người chia sẻ và chúng ta thừa nhận với nhau á, nếu mà chúng ta đơn thuần chia sẻ những vấn đề như vậy á thì nó rất là khô và nó khó để lại ấn tượng lâu cho giới trẻ lắm. Cho nên mặc dù chúng ta hài nhưng mà ở đây rõ ràng là gì? Là có hướng đi rõ ràng. Quang Lâm mình dung là đó không? Dạ. Hai, nhưng mà hướng đi rất là rõ ràng. Thì nó tạo điều kiện là gì? Để cho giới trẻ họ dễ tiếp nhận. Dễ tiếp nhận, và khi họ đã dễ tiếp nhận rồi đó thì nó sẽ lưu lại trong cái bộ nhớ nó lâu hơn. Thì anh nghĩ là cái hướng đi Quang Lâm đó là rất là hay và anh hoàn toàn ủng hộ. Và anh nghĩ là Quang Lâm là cứ mạnh dạn làm theo ý Quang Lâm. Cái tư duy Quang Lâm nghĩ sao Quang Lâm cứ làm vậy đi. Dạ. Rất là tốt rồi. Rất ổn rồi đó. Vậy đó. Dạ vâng. Ha. Dạ. Để chắc xin phép cả nhà em cũng xin nghỉ đi. Dạ. Còn khi nào mà có rảnh có răng gì á, lâu lâu anh làm phiền anh lại kéo Quang Lâm vào. Dạ. 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 Okay, cả nhà. Dạ. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Bye bye cả nhà mình. Dạ. Cảm ơn Quang Lâm nha. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Thay mặt mọi người cảm ơn Quang Lâm rất là nhiều.